Xin chào các bạn nha, hiện là đang trả kết quả của bạn này là ca muộn thâm nha các bạn. Đây là hình ảnh các bạn thấy được của bạn này trước khi tới la nha. Bề da lỗ chân lông to, mụn ẵn bên trong, nói chung nó li ti trong trong cái bề da các bạn thấy nha. Nó li ti trong cái bề da và thâm, bạn này có những đốm nâu và tàn nhang nữa nha. Đây đây là toàn bộ gương mặt của bạn này trước khi tới la này. Các bạn thấy rõ đây là hai bên vạt má nha. Đây, da rất là sần bì mụn li ti nha các bạn. Và đây là sau khi bạn này điều trị mụn thâm tại la. Thâm thì có mờ hẳn đi rồi nha các bạn. Các bạn thấy này, da nó sáng khỏe và cái thâm nó mờ hẳn cái la cũng tầm 70-80%. Chỉ còn lại những cái đốm tàn nhang nữa thôi là sau này ứng điều trị thì điều trị. Đây này các bạn có thể thấy đây là da mặt của bạn này trước khi tới la nè. Da bạn này là mụn ẵn li ti trong bề da nè, các bạn thấy rõ hai vạt má nè. Nhưng mà bây giờ thì làn da sáng mịn như thế này nha. Đây, đây là toàn bộ gương mặt của bạn này trước khi tới la. Cái thâm là nó tùy vào cái bì bạn các bạn nha, có bạn đó là làm nó rất là làm một phát thôi là nó mờ hẳn, có bạn thì nếu như cái thâm các bạn sâu hoặc là thâm đỏ thì cái da các bạn nó sẽ lâu hơn, như bạn này là các bạn thấy nó mờ hẳn đi này, tại vì sao, cái thâm này là thâm vàng rồi này đó, cái thâm này là thâm đó các bạn thấy không, nhưng mà bây giờ thì da bạn này trắng sáng luôn nè. Thì bạn nào đang bị tình trạng như thế nào các bạn có thể inbox trực tiếp cho La nha. Đây đây là bạn này mụn ẵn và thâm toàn bộ bề mặt, mụn li ti á các bạn, rờ và nó sần 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 cái bề da và bây giờ thì nó sáng mịn như thế này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.